Ba bao ở đâu sao đâu, vẫn có lương. Vô đó mà học bác sĩ ra sau hụt, mình không cần phải lo, có bằng bác sĩ luôn, nhẹ nhàng, nếu tốn xu nào. Chỉ là sống để ra khỏi đó được hay không là một câu chuyện khác, còn thở không thì một câu chuyện khác. Thở là còn gỡ mà vô được rồi. Ồ, sao sao lại đẹp thế nhỉ? Stop cars can drive over traffic, right? Sorry folks, I can't drive over a traffic jam. You do realize if chắc this cái demon mát của business người hợp vậy guy had thôi, driven đâu a có gì monster lạ truck, vậy. we'd be home free right now. Alright. Let's Good. Get back Let's on get foot. Back on foot. God damn it, damn it. Look at this shit. Tại trước tôi tải thử, tôi trải nghiệm cái World War Z đó, nên giờ tự nhiên tôi bị liệu cái nút của World War Z không. Mượn ạt á, mượn ạt người ta chơi á. Nó bắt đầu bị liệu tay. Mình cứ tưởng mình đang ở trong Apple Death, cứ bắn xong mà đẩy tụi nó ra. Nhưng không, zombie nó liếm cái nằm mẹ. Số khổ quá mà. Thì để coi nếu mà chi chi thêm. Ôi trời 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 trời. Mình mới nói nếu mà thôi mà. Căng thẳng thế. Tôi thấy con tăng nó yêu chú ấy. Giết chú hoài. Đơn giản ba mươi tặng báo cáo tình hình cho đồng chí luôn, là tôi còn có 76 máu thôi. Tôi lao vô con tăng nãy giờ nó cứ đỡ đi, tôi cứ lao đầu vô. Có khi nào đi ở chơi hay đi dưới đi. Map này chuyển lại. Lạ thiệt sự. Ồ, không có cái đường chặn khỏe. Nhưng mà méo đi đường này được. Ammo here. Emu. Hey, I hear a smoker. Ôi trời ơi, bắt đầu mình lục người này sọc kênh rồi. Nói tôi bắn lục người rồi. Bắn chúng. Cái gì đó thật là hài hước. Magic có một đá kìa. Để tôi xả bớt một cái ha. Somebody. Y'all better not shoot that car. Bù lại đi. Kẹo ngon đi, kẹo ngon cho các cháu đi. Hào, hào. Ôi trời. Ủa chú quăng tôi đổ hả? Ủa chú quăng cái bài bơm. Vậy là
Vậy là thằng quỷ quỷ Rosell nó quăng cho tôi cái bill trong lúc tôi đang bắn. Cài mẹ cái bill rồi. Nó ăn cái bill xong thì cài mở cái bill. Đúng rồi, đời lẹ vậy. Chú hồ đường lạ hơn nữa. Where to go? Điều nào ta? Any idea? Ôi giời, cái gì vậy? Ôi giời, hiếp. Ủa hồn đẻ luôn. Mà cũng là đường này thì reload. Hình như là tôi lục ngày rồi sao tôi thấy máu của tôi lại màu cam nhỉ? Tôi có nhìn nhầm không? Oh my god. Thấy mở rồi. Chắc bắn nó kia quen tay quá, bắt đầu qua đây loạn choạng rồi. Hey, I'm reload. I'm a reload. Xuống à. Big gun. Big gun. Ui già. Bao chỉ cả bao bao. Reloading. Em có thấy bị say sao? Cắn cái bìu, lấy cái bìu mới. Xả đạn. Do màn hình tôi bị lag hay là tôi vừa thấy Nobita tham gia trận nhỉ? Ồ, chúng ta đã có Nobita. Nào phải tôi nha. Đóng cửa lại đi. Đóng cửa lại đi. Hello? Vô nhà. Nobita. Nobita. Tôi biết là chú muốn nhiều kill hơn nhưng mà ở đây chúng tôi không làm thế. Chúng ta chỉ cần chạy tới nhà an toàn, đóng cửa lại đi về thôi. Những cách C. Nhẹ nhàng mà. Hey, check it out, man. That's a Midnight Riders. Hey, check it out, man. That's a Midnight Riders. Every lady's crazy. She's crazy. Never been recorded, only played live. You know the Riders, coach. Midnight Riders. Yeah, they must be a pretty big deal if they're playing at the fairground. I'm getting so mad I can shoot a worm, man. Oh, lạ ghê. Remix lại làm lạ ghê. Làm tôi nhớ nữa cái sợ ba đồ ghê. Thôi thôi đừng nhớ nữa. Nước mắt đủ rồi. Tiết mục mà không ai mong chờ nhất sắp được tái hiện. Không bao giờ được mong chờ. Reload.
Má chơi cái đó là chỉ biết rơi nước mắt rồi chứ đâu làm gì. Bất lực. Ôi ơi, ôi ơi, ôi ơi. Đi tiếp nè. I'm a reload. Cái này giống như sự pha trộn của cái The Paris á. Cái mắt đầu này nhìn giống The Paris bố trí. Tăng cha nè. Ôi tăng cha anh kìa. Dĩ nè. Chết bà rồi. Tôi dụ cho, tôi dụ cho. Hỏi dụ, máu vàng. Nhiều lúc mà ai cũng muốn trở thành hero mà gian khè luôn. Ô hình này đẹp nè chú. Hình Emilia đẹp này giống mà giống không. Emilia rồi thu chân lại. AK kìa. Sao gần bên đó. Ơ oh. Có đồ mình yêu thích rồi. I'm a snipe. There you go again. Hunter. Reloading. Trong cái World War Z hình như thay thế con Hunter thành con gì. Riết bắn riết là biết mới thấy chạy được nào luôn. Thằng nào la. Ôi trời ơi, ôi giời ơi, thấy mẹ rồi. Chim nở hoa rồi. Hey, I'm reloading. Có cây không có đam luôn mới ghê chứ. Ai chơi liên hoàn lửa vậy? Weird. Holy shit, guys! It's goddamn Pennyland. Much obliged. Tôi thấy chú tập trung quá nên tôi quyết định phá. Stop shooting me. Hello, bro. Lâu quá không bắn quýt nhớ ghê. Cái tiếng khóc của em nó sau khi bị phục bởi mấy viên shotgun và cái cớt. Reload. Ồ lạ. Map này nó làm lạ hơn. Nhưng mà cũng phải leo lên trên. I'm a reload.
À. Oh shit, Nobita. Bình tĩnh rồi Nobita. I will help you. Đó, tôi vừa cầm shotgun, tôi bắn như súng nhắm vậy phải. Reloading. Bây giờ kỹ, tại vì tôi chưa có laser nên là tôi bắn không được chuẩn như súng nhắm của chú thôi. Ơi có nước này, nó đẩy tôi xuống này. Ơi có hồ bơi này. Hợp lý rồi đó. Lên trượt nước lại, hợp lý rồi. Ồ, sướng ha. Ui, ai đánh vậy? Chỗ khoảng khắc yên bình. Oh, hình Emilia đẹp quá. I hear Hunter. Em vẫn đẹp như ngày anh mất em. À, trong trạng thái lắc, chúng ta chỉ xài được shotgun thôi. Hay là xài thử AK nhỉ? AK tôi bắn ngu đó. Reload. Oh. Vô trước đi chú. Let's run. Để cắn miếng thuốc rồi. Rồi, hỗ trợ cho. Vào đi. Ai ăn cái bơm này? Phái niên là chim bào. Ủa sao nguyên đám đi ra ngoài hết rồi? Quy luật chiến thắng đã được xác định. À, tôi cũng đang thắc mắc đó. Nên giờ tôi mới quay ngược lại. Tôi đã quay trở lại. Đi vô cái vòng xoay đó chú. Rồi tắt rồi. Thấy mẹ rồi, hết đạn rồi. Thôi xong rồi. Ôi 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 ôi. Từ nào. Bình tĩnh nó lên đạn nào. Ủa chú bên kia hả? À? Tôi tưởng chú vô rồi. Đang hỗ trợ. Go go bro go. Vô đi vô đi. Rồi vô. Vô nhà mấy bạn ơi. Về nhà rồi mấy bạn ơi. Sniper là bắn Sida đúng rồi. Chứ không. Không thấy tôi cầm shotgun không? Bắn đi tiếp đỡ hơn, đúng rồi. Bắn cái nó gạt một cái đúng không? Khẩu đó cho tiền tôi không xài nữa. Tunnel of love. No holding hands please. How many tunnel of love memories you got, Nick? Just playing with you, man. Baby blue. I think my dad wanted a boy. Dude, I got no love for these zombies. Để dành tiền mua một khẩu súng ở bên đây.
cũng không có rẻ mấy đâu. Súng lục thì còn rẻ chứ mấy cây mà giống như súng nhắm chú nãy á, gạt cái bắn thì nó méo rẻ. Bây giờ nghe tiếng tăng rồi vậy. Tôi có nghe nhầm không? Ôi tôi bị kẹt. Ôi tôi bị kẹt. Sợ chứ, mất tôi bị kẹt. Ui. Hello. Remember me. Hợp lý. Đường đi qua không được. Thì chắc. Ok. Reload, reload. Ai đập cửa đấy? Ai phá nhà đấy? Có chế mồ lục tập. Ủa hồi nãy tôi chưa lấy khiến đúng không? Đu. Mới tôi cắm đầu tôi đi luôn. Không có khiến. Tôi cầm tôi cắm đầu tôi chạy luôn, tôi không quên luôn. Mình cứ tưởng là mình hay. Ô, oh, có kẻ sọt gần mới. Đã lúc rồi. Where are you guys? Ồ, nghe tiếng dựng thang rồi. Red kill, red kill. Chưa mà. Thanh niên kia đi một mình. Hey, I'm reloading. Weapons over here. Ồ, mát là lạ hơn. Nhìn không quen. No time to play any games. Giống như nó switch mát. Rescue còn dài. Ai bắn tôi đấy? Reload. Cái đó là chú đang cho tôi ăn tự động. Thật ra nó không cho đi lên. Ơi dí theo. Nếu dí theo được. Bây giờ đi đường nào? Chạy. Rồi tôi chặn đường sau rồi, khỏi lo, chạy. Nó phóng phóng luôn một lửa ra. Mọi thứ đơn giản. Cái đầu xanh. Có đạn đi chú ơi. Ô, oh, cửa đây rồi. Rồi, xử đi chú. Quá đẹp. Má ơi, anh à, chết luôn. Ủa, mình đi đúng đường không vậy? Thôi cứ, ông bà kêu đi đường nào, mình cứ đi đường đó đi. Ôi đúng đường. Ôi té.
À, chú còn sống không? Tôi xém tắt thở rồi, tôi tưởng chú sau lưng. À, hên là hai đứa mình đi chung á. Thì một đứa là chơi thế là đủ rồi. I ever tell you about the time my buddy Keith fell out the roller coaster? Yeah, he didn't drop far, mind you, just onto the tracks. But the carnival people wouldn't stop the ride, cause all the other people paid good money, and Keith snuck on for free. So he had to dodge for like 20 minutes or so. Hey, Ellis, why don't you tell us about the time you shut up? Okay, man, but there was a... Is there a witch around here you can piss off? Yes! Đâu, hút đâu, hút đâu, hút đâu. Reloading. How? Oh, thanh niên hỗ trợ mình. Ok, tôi sẽ ghi nhớ lọc tốt của chú. Sao nó bu chú đâu vậy? Ở đâu có hàng hề rồi đâu mà sao đông vậy? Ăn thuốc đi. Đổi súng đê. Ô, cái giật khăn kìa. Ê, bắn rơi giật khăn được không? Thôi miếng máu đây. Còn nửa cây máu. Bắn là siêu chuẩn. Còn mấy con là nên cầm sọc tên hay nên cầm cái I'm coming. Reload. Map mình đúng kiểu pha trộn một đống map để với nhau. Dễ thế, mình đi một mình mà chưa bị chụp nữa. Bình thường là tôi đi một mình, mấy giây sau là bị chụp liền. Bắt lẻ. Jesus Christ, that's a Ferris wheel lit up. We need to turn on the power. Mình là tôi đi một mình, tôi không bị chụp. Hey, I'm reloading. Look out, look out. A Ferris wheel and lights on. What isn't the love? Thanh niên kia đứng ở kia luôn rồi, không có đủ đạn đâu hỗ trợ.
Chú cứ thu hút nó đi, tôi sẽ thụt cái shotgun vô mặt chú. Cái đó gọi là chuyển động kích tay. Ôi bắn con zombie không chết kìa. Bắn cái thùng sang. Đó, rồi chạy tiếp đi. Tôi quăng cái bom mít rồi, tôi quăng cái bom mít rồi. Còn sao đi được một đoạn trống vắng lại rồi. Ơ kìa, trốn cho bom mít. Ói đồ lại đây. Ông bắn bình xăng quăng cái bom mít xong tưởng đông lắm nhưng không. Vắng. Vắng như chùa Bà Đanh. I'm coming your way. Sếp hào hả? Sếp hào đâu rồi? Ồ, mất. Mình kêu sếp hào mà mình nếu biết sếp hào đâu. Sorry man, I'm trying to keep up. Bất ngờ liền. Sốc lên thật nóng liền. Zombies nuts. Ồ, 50 chẳng. Chú 100 chẳng. Vũ khí mình phải có vũ khí gốc, vũ khí chấn, giống như vật năm sao ấy. AK là vũ khí chấn của chú rồi. Vũ khí chấn nó vậy. Thiếu laser. Thiếu thánh duy vật thôi. Ừ. Có ai xài hộp đạn không? If we can get on the monorail, we can jump the fence. Let's use the monorail. Oh, rescue rồi. Nhanh vậy. Lại chương trình đổ xăng. Sổ số kiến thiết nữa. Tới lúc khổ rồi đây. Let's get some gas. Quẩy đi. Còn mình đã chết. Tôi sau lưng chú ấy. Chắc cái chỗ mấy phát sáng rồi. Yeah, I hear one of them spitters. Ờ, để đi dò cái máy đó đâu. Reload. That clown's attacking zombies. Got a can. Reloading. Con hề này trâu ghê. Hình như mình nghe cái tiếng hình ta và mình xác định là mình sẽ bị hiếp. Ô, đủ luôn hả? Đi thôi. À, tôi bắn bình xăng đấy. Đổi tôi. Lỗi ơi. Lỗi ơi. Reloading. I love the writers. Nobody has a bigger finale than them. All we need. Có mình tôi trên đây hả? Ah,
That's pretty smart, coach. Okay, we'll set off the fire. Maximum mag. Right now, I am not going to air guitar. I'm in. This arena's about to get Sugoi, Sugoi. Reloading. Kill the clown. He's attracting more zombies. Get a pipe bomb. Throwing a pipe bomb. Oh. Cái trò này hơi khó. Đây, chúng ta đép vào đâu đây? Từ từ để đi thăm dò địa hình. Tôi nghĩ là chúng ta vô đây đép được nè. Vô đây được không? Nhưng mà không có đạn. Không được. Có đạn đây nè. Đạn đây nè. Mở mã rồi hả? Chắc thanh niên nó chắc má kêu thì cũng sớm. Đi nó là má kêu đi ngủ sớm. Tôi cũng thấy á. Tôi đang bị kẹt trên bi dưới đây, tôi đâu làm được. Captain, hãy coi đây, Captain America. Hồn mất tôi đang cầm cái gì á? Tôi là Captain nha, làm ai? Hãy coi Captain đây, tôi coi được rồi, Captain Yahoo rồi. Cầm như Captain á. Captain, Captain. Trời ơi. Captain. À. Thường là dấu hiệu này là thấy tăng đi ra rồi mà. Nó rung rung sau đít tôi. Là nó ở đâu? Ô nó kìa. Ngon rồi đánh tao này. Mày lắc chắc luôn sao đánh tao được. Chúc. Mà nó đánh mình được rồi. Mới gáy con mấy tiếng anh làm căng à. Ôi ôi cái khi cấp tình rồi, cái cấp tình rồi, lấy cái khiên ra tới đi. Có Captain đây. Mẹ tôi bị lag. Tôi đánh cái mấy phút sau nó mới chết. Thằng đâu rồi? Lấy một cái bình xăng kìa. Có ai có bình xăng không? Chích ba rồi. Tôi quăng cái bom mít rồi. Tôi quăng cái bom lửa rồi.
kiếm đi. Cơ quan có mua mít hả? Captain, nhanh lên Captain ơi. Có ai ăn cái bún mít không? Ủa? Sao mất máu dư dữ vậy? Cái này là tôi không lường trước được. More hả? Ôi, nó nổ một cái luôn, đã bị hết luôn. Tới tát rồi. Tát rồi, tát rồi. Yeah, ta mới ra. Bấm bấm bắt cái đàn. Ờ, cái đó cũng flare đúng không? Let's kill ơi. Hát đi anh em ơi. Dạ biết. Đang hồi máu nên chưa thấy. Chết bà rồi bị giùm gì. Nếu chạy được chú à. Tội xả bơm. Vui chết không có tiền được. Tôi chạy được rồi. Run chú ơi. Ôi trời thế ai chịu. Thấy mẹ rồi. Chạy chú, chạy chạy. Tôi vụ tan rồi. Thấy mẹ rồi. Bị chiến tan. Rồi tan chết. Rớt rớt rớt. Chích bà hết đại rồi. Lên lên chú ơi, lên lên lên. Lên đi, lấy cái khiên ra. Nguyên ơi. À, hại trước cái khiên. Lấy cái khiên ra. Cái khi này hợp lý nha. Tha hồ. Này lấy khi mình đập vô mặt cái thù không chứ. Cặn cái gì. Giúp ba mấy khi đồng. Tha hồ thôi chứ. Đồ nhiều cứ xài mà. Hợp lý. Chí rồi. Ủa, nó chú biết ba con tăng. Revive không, Protect. Bây giờ Protect khá nhiều, 16 lần. Shotgun Protect thì dễ lắm, dễ bắn dính đồng đội hơn.